Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh phát đi thông báo cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên các trường trung cấp cao đẳng, các trung tâm ngoại ngữ, tinh học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 4 tháng 5 năm 2020. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2020 và đi học trở lại từ ngày 11 tháng 5. Các đơn vị trường học tạm ngưng việc tổ chức bán trú và hoạt động của căng tin trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2020 từ ngày 11 tháng 5, căn cứ vào điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 hiệu trưởng nhà trường hoặc chủ các cơ sở giáo dục mầm non tư thục quyết định về tổ chức bán trú cho học sinh cũng như hoạt động của căn tin riêng trường phổ thông nhân tập nội trú trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm trường Khuyết Tật Tỉnh được tổ chức nội trú cho học sinh từ ngày 4 tháng 5 năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh cũng đề nghị các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch covid-19 việc bố trí lịch học cho các lớp đảm bảo các yêu cầu sau. Giữ nguyên sĩ số học sinh của từng lớp, thực hiện việc giãn cách bàn, ghế tối đa có thể trong phòng học. Không tổ chức dạy học 2 buổi một ngày, ngoại trừ các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú. Đối với các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học một buổi một ngày, ngoại trừ các cơ sở giáo dục mầm non, sắp xếp lịch học theo buổi. Mỗi buổi không quá 2 phần 3 số lớp tham gia học tập nhằm giảm số học sinh trong một buổi học phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị.